Không được. Nếu chị chuyển nhượng đội tàu cho em thì em sẽ càng nguy hiểm. Chị yên tâm, em đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chị xem, điều khoản trong giấy chuyển nhượng này rất chặt chẽ, họ sẽ không bắt được thóp em đâu. Chị xem. Tại sao lại là ký với trại Phi Yến? Bởi vì em đang là trại Phi Yến mà. Em phải tương kế, tự kế mới khiến họ tin em được. Xin chị hãy tin em. Em nhất định phải bảo vệ tốt tâm huyết của mẹ. Mong rằng em sẽ không làm chị thất vọng. Ký xong rồi. Ra đây đi. Ai là Mộc Hiểu Anh chứ? Chị nhìn cho rõ đi. Tôi là trại Phi Yến. Chị mắc lừa rồi. Tiểu thư Phi Yến, tài diễn của cô là số 1. Đều là do Tống đại ca đạo diễn giỏi. Nếu không, làm sao tôi có thể diễn được vở kịch hay như vậy? Các người lại cùng bày kế lừa tôi. Xem ra, ngày ngày các chị cứ gọi tôi là Mộc Hiểu Anh, hóa ra lại có ích. Cô... Tiểu đại tiểu thư,